Sau 3 tháng vượt qua khó khăn và nhiều thử thách trong quá trình huấn luyện, chiến sĩ mới tại các đơn vị đã trưởng thành. Trong không khí trọng thể trang nghiêm của lễ tuyên thệ được tổ chức ngày hôm nay, dưới quân kỳ quyết thắng, các đồng chí chiến sĩ mới đã hô vang lời thề danh dự của quân nhân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng. Trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 3 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị như mô hình học cụ, sổ sách, giáo án, thao trường bãi tập. Ngoài ra, cấp ủy chỉ huy các đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ và yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Huấn luyện chiến sĩ mới đúng thời điểm dịch COVID-19, vì vậy các đơn vị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, triển khai các biện pháp để vừa huấn luyện, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới được trang bị đầy đủ kiến thức về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và thực sự trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới về đơn vị, các đơn vị của quân đoàn 1 đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế. Ngoài việc chú trọng bồi dưỡng nội dung, phương pháp huấn luyện và nắm chất lượng chính trị chiến sĩ mới cho đội ngũ cán bộ huấn luyện, đơn vị đã chủ động đầu tư kinh phí, công sức để cải tạo, nâng cấp thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện chiến thuật, mua sắm đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất. Quá trình huấn luyện giúp chiến sĩ mới nắm chắc nội dung kiến thức, thành thạo động tác thực hành. Kết thúc từng khoa mục, tổ chức hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm để có biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện các nội dung tiếp theo. Bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 đã hoàn thành tốt đợt huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, gần 80% đạt khá giỏi. Nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt khá và giỏi. Với sự phấn khởi, tự tin trong lễ tuyên thệ ngày hôm nay sẽ là tiền đề quan trọng để các chiến sĩ bước vào những nội dung huấn luyện tiếp theo đạt kết quả chất lượng. Trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị của Quân chủng Phòng không Không quân đã duy trì nghiêm nề nếp chế độ huấn luyện, linh hoạt trong quá trình tổ chức huấn luyện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng và tác động của dịch bệnh COVID-19 để bố trí nội dung huấn luyện cho phù hợp sát với thực tế. Kết hợp huấn luyện giữa lý thuyết với thực hành, chiến thuật với kỹ thuật, cơ bản với ứng dụng, học mới, ôn cũ, tổ chức kiểm tra, hội thao phân đoạn ở các cấp để kịp thời tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong thời gian huấn luyện, các đơn vị đã kết hợp tham gia các hoạt động dã ngoại, vệ sinh môi trường, tham gia ngày Chủ nhật xanh và tham gia hiến máu nhân đạo. Trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình quản lý, huấn luyện bộ đội. Tuy nhiên, các đơn vị trong Quân chủng Hải quân đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện theo kế hoạch, như sử dụng thành thạo vũ khí trang bị theo biên chế, thực hành kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện thể lực cho bộ đội. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị lấy huấn luyện thực hành làm chính, đồng thời chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới. Nhờ chủ động đầu tư kinh phí cải tạo, xây dựng mới thao trường bãi tập, cũng như bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phục vụ cho huấn luyện và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình chiến sĩ mới, nên sau 3 tháng huấn luyện, các đơn vị trên địa bàn quân khu 7 đã hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Năm nay, quân khu 7 tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ nữ từ 18 đơn vị đầu mối từ các đơn vị toàn quân. Nhờ kinh nghiệm huấn luyện trong những năm trước, các chiến sĩ nữ cũng đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, yên tâm phấn khởi khi được phân công về các đơn vị. Các đơn vị được giao huấn luyện chiến sĩ mới của quân khu 9 hôm nay cũng đã tổ chức thành công, trang trọng lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Quá trình huấn luyện, các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới đạt yêu cầu đề ra. Kết quả kiểm tra chiến sĩ mới gồm 11 nội dung, trong đó có 6 nội dung đạt giỏi, 5 nội dung đạt khá. Trước quân kỳ, các chiến sĩ mới đã nêu cao quyết tâm học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đứng cạnh ngay tôi lúc này là chiến sĩ Trương Thanh Luận, tiểu đoàn 3 người đã vinh dự được đọc 10 lời thề danh dự quân nhân trước quân kỳ. Đồng chí, khi mà đọc 10 lời thề đó thì cái cảm nhận lúc, cảm nghĩ đó của mình thế nào? Cảm xúc của tôi lúc đó, lúc đầu thì rất là hơi lo lắng một xíu, nhưng mà rất là vinh dự và tự hào.
khi được đại diện cho tất cả các chiến sĩ mới lên đọc 10 lời danh dự của quân đội nhân dân. Và bản thân tôi cảm thấy là trưởng thành hơn sau 3 tháng huấn luyện tại đơn vị. Và bản thân tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà sau này được về biên chế về đơn vị mới. Chứng kiến sự trưởng thành của các chiến sĩ mới hôm nay còn có đại diện của các địa phương nơi đóng góp cho quân đội của con em mình. Thưa ông thì ông có cảm nhận như thế nào khi mà chứng kiến sự trưởng thành của các chiến sĩ mới trong ngày hôm nay? Trong cái hôm nay đến dự cái lễ tuyên thệ của lữ đoàn 29, thấy các chiến sĩ mới của thành phố Cà Mau được trưởng thành, mình rất là tự hào với cái truyền thống là cái quê hương của Cà Mau. Nói chung là cái thế hệ đàn em tiếp bước những cái thế hệ của cái đàn anh đi trước luôn giữ vững được cái truyền thống đó và hết lòng vì cái hoàn thành cái nhiệm vụ để đóng góp một phần nhỏ chung cho cái tổ quốc. Và qua đó thì cũng thấy được là cái sự vận động và để làm cho cái thanh niên mà hiểu hơn về trách nhiệm đối với tổ quốc, là cái hệ thống chính trị của thành phố, làm được cho mấy em yên tâm mà tập trung để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình khi đến. Theo kế hoạch, ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới sẽ được biên chế về các đơn vị và tiếp tục huấn luyện các nội dung chuyên ngành để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.